thằng kia 12 mới đi. À thì em coi ngày em đang em coi được là em ở đây đến mùng 10 em mới lấy được. À cuộc sống thì lại không giống cuộc đời. Ngày hôm nay thật là tuyệt vời, có khách thời điểm này là tuyệt vời rồi. Đây là hai anh chị ở tận Nam Đàn, Nghệ An ra xem con IZ65 đời 2018. Và ở nhà anh em thỏa thuận từ 275 củ đó xuống còn 265 củ bao hồ sơ rồi. Đấy, đây là quá trình mà anh em xem rất là cẩn thận chi tiết luôn. Về anh em là chở hoa quả cho nên là phải xem kỹ thùng sàn. Ô nhưng mà không, con 29 này đẹp hơn này. 29 đăng ký 2021 nó chẳng đẹp hơn. Ơ nhưng mà con này liệu 28 để cho anh. 28 để cho anh, trong khi đó em đang bán là 335 củ. Đây, bớt 50 cho anh để 28 để cho anh vừa tiền, anh ưng con này hơn. Nói tóm lại anh ưng con này hơn, 2019 này con này đẹp hơn này. Biết phải làm thế nào bây giờ. Ai, con kia thì Olin hay anh chuyển sang dòng Olin? Olin thì anh bảo anh không thích. Olin anh bảo anh không thích luôn. Thôi chú để cho anh con 29 này đi. Đấy. Chú để cho anh con 29 này đi. Và ok, anh cứ xem kỹ con 29 này đi. Đó, những cái này làm lại cho anh này. Đấy, những cái chấm hàn này thì cũng phải làm lại cho anh. Đó, anh bảo thế. Và cái tôn ở trong kia cũng phải bắn lại cho nó chắc chắn hơn. Đó. Thì gầm con này thì nhìn nó cũng mấy chỗ nó dỉ nhỉ. Đấy, cánh cửa thì cũng không khớp khít lắm. Nhưng mà con này tính toán để cho anh khoảng tầm 280. Trong khi đó thì em đang báo là 335 củ. Em bảo thôi, kể cả anh xa xôi, anh đến đây người ta trả em 300 em không bán thì em vẫn để cho anh. Được chưa? Để cho anh. Ok, vậy để anh test xe. Đó. Thì đấy, tổng thể con này được cái là điều hòa cũng khá mát đấy, mát hơn, ít nhất là mát hơn con kia. Con kia chỉ có gió thôi, con này mát, ga mát hơn con kia. Đấy, tóm lại anh nếu mà như thế thì anh thích 350, anh cân đối con này xem. Cố lên một tí, để em lùi cho anh một tí cho dễ đăng kiểm con này thì đến tháng 4 năm 2024. Anh xem cố lên một chút, em sẽ lùi một chút cho anh. Anh đi xa xôi chọn là một con ưng ý. Và sau đó thì anh bảo anh sẽ về cân đối, thu xếp thêm tài chính. Có gì thì anh sẽ liên lạc lại. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Đưa anh đến đường Trần Tân Long đó, để anh bắt xe lên Hà Nội để anh đi về. Thì anh lại gọi lại, anh bảo là thôi để cho anh con 2019 đó. Anh lại thu xếp được tiền rồi. Ok, rất vui vẻ, anh em trao đổi trò chuyện uống nước một tí rồi em lại đưa anh về bãi. Sau một thời gian đàm phán thì cuối cùng anh cũng quay lại để chốt một chiếc xe đời 19. Và bây giờ vẫn phải xem lại một chút để xem anh em cần chuyển chuyển được cái gì. Những phần gương như này mà còn không nguyên bản là do chủ trước là họ cắt ngắn đi này. Tại vì bản thân gương IZ là nó khoảnh khoảng quá nên bắt chủ bắt cắt ngắn đi này. Đó. Nó tóm lại con này, những cái phần sàn nó có ham gì, có ham gì. Cái phần tôn nót ở bên trên này thì bác bảo là anh em chú ý bắn lại, cái lại quả lốp dự phòng này nó bị chửa rồi, bác bảo thế. Đó, anh em xem có gì khắc phục cho bác thì tất cả mọi thứ thì ok thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng đoạn này bác lại hỏi về máy bao nhiêu chấm. 2.8. Nó chỉ như thế thôi, tại vì máy nó có turbo nó khác. Anh không thể so sánh một con K3000, một con Bongo K3000 thì máy nó hơn 3 chấm cơ. Nhưng con này máy turbo nó khác. HD nhá, em nói HD65 nó cũng chỉ 3.9 thôi. Chưa? HD650 nó chỉ còn hơn 4 chấm thôi. Không thể so sánh cái chấm đấy để mà so sánh với tải trọng được. Anh căn bản là anh lại nhìn chấm để anh so sánh để mà chở được bao nhiêu nó khỏe hay không thì nó không đúng và không đủ. Đó. Máy có turbo nó khác và không turbo nó khác, công nghệ mới khác, công nghệ cũ nó khác. Đoạn này thì anh lại lưỡng cân đối.
và anh bảo là hãy xem sang cái thằng Olin. Đấy. Xem sang cái thằng Olin. Trời thì 12 giờ trưa nắng lôi như nào anh em biết rồi đấy. Đến giờ trưa thì thôi, vừa mua được anh công thì cũng bảo rất là mong muốn anh cùng ăn bữa cơm chợ công việc. Nhưng mà thôi, anh ra tròi để anh nói chuyện, anh vay thêm bố, xem bố cho vay thêm khoảng tầm 30-40 không thì anh sẽ lấy lên hẳn con Olin 2020. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó, nó lại thay đổi anh em ơi, lại thay đổi tiếp. Được. Bây giờ mua về mới xem để mua nhà, mua làm gì? Đấy thì quay lại phương án ban đầu, ta lại quay lại phương án ban đầu. Tính đi, bây giờ con Bongo anh còn chở thêm 1 tấn 5 tấn thì con này tải 2 tấn 2 thì anh có đâu tất cả khung sườn nó vẫn như thế. Anh có cộng quá tải thì anh làm lật lá thôi, biết làm sao được. Còn đâu máy móc khung sườn thì nó vẫn như thế. Xe thì ai chẳng thích đẹp đúng không? Mà thôi, vấn đề gì đâu, mình lấy con phù hợp chứ không phải lấy con ngon. Và tưởng chừng bây giờ là giữa trưa, anh chỉ bàn về giá lại một chút và chốt con 2018 này cho phù hợp với tài chính. Ok, bàn được giá rồi. Bàn được giá rồi thì anh bảo là cả số khung số máy cho anh, chỉnh điều hòa cho anh, được chưa? Chỉnh điều hòa cho mát, tại vì bây giờ con đấy thì điều hòa nó chưa được mát lắm. Ok, chưa mát sâu, chỉnh điều hòa bơm ga cho anh. Đó, xem lại tất cả phanh theo đèn cò cho anh. Ok, điều này đương nhiên phải làm rồi. 12 giờ trưa, à đâu, bây giờ 1 giờ rồi anh em. Lại quay trở lại phương án ban đầu. Và bây giờ sẽ cả khung số máy cho anh ấy đi thử bơm ga điều hòa. Bây giờ cà cho đỡ nóng. Sau đó là công tắc đi thử ok rồi, anh bảo anh đi ăn cơm, cứ làm điều hòa đi, xong chiều anh lấy. Nhưng giờ này muốn lại chuyển qua con 300. Ôi giời ơi. Anh cho em nợ 20 được không, để em lấy được trong 1 tháng. À, để em lấy tiền em đi làm. Trong 1 tháng. Nói chung 2 tháng quay đầu. Không, 1 tháng thôi. Em nói với anh này, ví dụ nợ vay về nó trục đặc cái gì là em điện anh nào. Em điện. Nói chung trong 1 2 tháng không quá. Không, em chỉ cho vay được trong 1 tháng thôi, 2 tháng hết lãi của em. Thông cảm, em để trong 1 tháng thì được, 2 tháng thì em không làm gì được. Anh chị thông cảm. Thực ra mua con xe cũng phải tính toán là đúng rồi. Và anh chị lại tiếp tục bóng bàn xem phương án nào là tối ưu và hợp lý nhất. Thực ra rất thiện chí luôn, rất ngại luôn. Anh em đi 400, hơn 400 cây ra đây. Anh chị ơi, tôi để hỗ trợ anh chị trong vòng 2 tháng còn lại đăng ký, biết làm sao. Suốt từ 6 giờ sáng đến giờ. Rất thiện chí. Em chỉ lấy đăng kiểm vay với tao bẹt thôi. Không, đăng ký em phải cầm. Đăng ký bắt buộc em phải cầm, đúng không? Đăng ký, em chỉ giao đăng kiểm thôi, đăng ký em bắt buộc cầm, kể 1 ngày em vẫn phải cầm đăng ký. Tại vì anh chưa, kể cả thiếu 1 triệu một ngày em vẫn phải cầm đăng ký. Anh hiểu không? Anh chỉ cầm đăng kiểm về thôi. Đấy là tạo điều kiện. Nó mức bây giờ anh lại bảo mang đăng ký về được thì không ai nghe đâu. Kể cả anh có vay, có ai đi chăng nữa không ai nghe. Kể cả 1.500.000. Anh hiểu không? Có đâu đăng kiểm. Em tin tưởng thì em mới làm thế thôi, còn không ai làm thế đâu. Nếu mà không đưa, em mà không cầm lại đăng ký thì không có cách nào đâu anh ạ. Em bắt buộc cầm lại đăng ký, kể cả 1 triệu. Làm gì được cầm đăng ký. Bây giờ anh cầm đăng ký, em tìm ở đâu mà tìm đến anh, đúng không? Kể cả anh vay ngân hàng, người ta cũng phải cầm đăng ký của anh. Chứ bây giờ anh cầm đăng ký thì chết em. Không, cái nữa thì em quỵt lại, em không phải không thể được. Anh hiểu không? Nếu bây giờ anh ý anh là cầm luôn cả đăng ký không được. Cầm cả đăng ký, cầm đăng kiểm, sau khi đó anh vẫn nợ tiền em thì em có chứng minh thì em đi đòi tiền anh, đúng không? Không được anh. Em để lại đây cho anh. Không, em phải cầm đăng ký. Anh đấy, em phải cầm đăng ký chứ. Bây giờ anh đang cầm đăng ký em hỗ trợ hết mức rồi.
Tiếp cây công em tiếp anh từ sáng rồi chứ không còn thật mà. Anh em rất là nhiệt tình lắng lôi. Không em biết chứ em. Thật mà. Em không bao giờ em đăng ký chuyện gì. Bây giờ em hỗ trợ anh thế anh bây giờ anh lại bảo cầm cả đăng ký về thì không được. Nói luôn còn đâu em đã tin tưởng giao cho anh đăng kiểm là quá mức rồi còn không bao giờ em giao. Anh bây giờ anh thiếu đôi ba chục kể cả 1 triệu hơn nữa thì em vẫn phải có cái để cầm để làm tin chứ. Ok anh. Vậy là kết thúc một ngày không làm ra 1.000 nào cả.